Vừa qua, mạng xã hội lan truyền thông tin phi công PHZ thuộc đoàn bay 919 dương tính với ketamin, một dạng ma túy tổng hợp. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, cơ quan này đã yêu cầu hãng hàng không báo cáo vụ việc, phi công đã được hãng cho dừng bay. Liên quan đến thông tin này, hãng hàng không Việt Nam Airlines cũng thông tin các trang mạng chỉ đưa ra một phần báo cáo chuyên môn của Bộ phận Y tế. Mẫu xét nghiệm ban đầu của một phi công tên Z chỉ là kết quả nghi ngờ liên quan đến thành phần chất cấm sử dụng các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục xét nghiệm, đánh giá, phân tích bằng các phương pháp khác nhau để có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Về loại chất này, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Thanh Hiển, trường khoa T3 bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ketamine bản chất là thuốc gây mê và vẫn đang được sử dụng trong y tế. Tuy nhiên hiện nay, chất này bị lạm dụng và được sử dụng sai mục đích như một dạng ma túy mới với nhiều tác hại trên não bộ. Do ketamin có giá rất đắt và mới du nhập vào Việt Nam trong vài năm gần đây nên bị giới trẻ ngộ nhận là sang trọng và đẳng cấp. Theo bác sĩ Hiền, ketamin có thể gây ảo giác, hoang tưởng, ở những người sử dụng nhiều lần có thể bị suy giảm hoặc mất trí nhớ nặng hơn có thể dẫn tới tình trạng rối loạn tâm thần. Điều nguy hiểm là khác với ketamin dược phẩm ở dạng dung dịch và rất tinh khiết, ketamin ma túy thường ở dạng bột và được sử dụng bằng cách hít trực tiếp vào mũi. Ketamin ma túy có thể lẫn nhiều tạp chất một cách cố ý nhằm tăng độ phê. Chất này vẫn được tổ chức y tế thế giới (WHO) xếp vào danh mục thuốc thiết yếu dùng để gây mê trong phẫu thuật. Do những tác dụng phụ bất lợi nên ngày nay ketamin ít được sử dụng. Nhận định về tác hại của ketamin, bác sĩ hiển cho biết điểm khác biệt là một người có thể chỉ bị mổ vài lần có sử dụng ketamin để gây mê trong suốt cuộc đời nhưng người sử dụng ketamin ma túy đi gây mê gần như mỗi ngày, do đó người dùng gặp những tác hại nghiêm trọng đối với não bộ và các cơ quan nội tạng như gan thận do tác dụng gây ức chế trầm dịu trên hệ thần kinh trung ương nên ketamin thường được dân chơi dùng sau khi dùng ma túy dạng kích thích như thuốc lắc, ma túy đá mục đích là để làm giảm bớt trạng thái hưng phấn do các loại ma túy này gây ra chính việc sử dụng này dễ dẫn đến tương tác gây ngộ độc và có thể tử vong.